Hello, xin chào các bạn, mình là Trường, hiện đang là producer tại Adam Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà mình chắc chắn đa số các bạn đều, đặc biệt là các bạn liên quan đến thu âm mix master, và đặc biệt hơn nữa là các bạn newbie, các bạn mới tập thu âm mix master, đó là mình có nên dùng một cái preset để mà mình sử dụng cho tất cả bài hát của mình hay không? Sở dĩ mình làm cái clip này á, là bởi vì cách đây tầm 2 ngày mình có một người bạn là cũng rất thích hát luôn, và họ muốn và cái bạn đó muốn là mình setup dùm một cái chuỗi những cái VST và lưu nó lại thành một cái project và gửi cho bạn đó để mà bạn đó có thể ra sản phẩm được. Đó. Thì hôm nay cho nên là mình hồi trước khi mình mới mới bắt đầu bước chân vào cái ngành này, mình cũng đã có cơ hội như vậy, tại sao mà không làm như vậy? Bởi vì nó là giọng của mình hết mà, mới gì là mình phải phải mỗi bài mình cứ chỉnh đi chỉnh lại như vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn, cũng như là nếu mà các bạn nào đã có câu hỏi, đã có thắc mắc đó đó, thì như các bạn biết ấy, sở dĩ mình tinh chỉnh khác nhau là bởi vì cái giọng khác nhau, nó rõ ràng đúng không? Ví dụ như là một giọng nam với một giọng nữ chắc chắn là khác nhau rồi, không thể giống nhau được đó. Còn nếu mà giả sử nam không thì sẽ có gì, nam cao, nam trầm, nam trung, và mỗi giọng sẽ có mỗi cái màu sắc đẹp khác nhau, màu sắc khác nhau, mỗi cái đặc trưng khác nhau, do đó sẽ phải chỉnh khác nhau luôn là rõ ràng. Nhưng mà đối với một người thì như thế nào? Một người người ta cũng hát như thế nào cũng như vậy thôi mà, mới gì mình phải phải chỉnh. Thì bây giờ các bạn có thể hát thử một câu đi, các bạn, hoặc là các bạn hát thử một câu, hoặc là nói thử một câu 4 lần. Rồi mình bắt đầu ha. Rồi lần thứ nhất các bạn có thể hát một câu gì đó, ví dụ như là em, ví dụ như là em yêu anh, ví dụ hay là anh yêu em, ví dụ câu đó. Và các bạn hát 4 lần. Lần thứ nhất nè, bắt đầu. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Rồi. Các bạn hát được 4 lần rồi đúng không? Và các bạn có nhận thấy á, là những lần hát của mình ấy, càng về sau nó sẽ càng khác, nó sẽ không có giống như lần đầu nữa. Vì sao như vậy? Đó là bởi vì giọng con người á, nó giống như là nó sẽ có những cái về cái sinh lý khác nhau, về cái sức khỏe khác nhau, về cái suy nghĩ khác nhau. Cho nên là mặc dù cùng một câu hát đó, nếu mà các bạn suy nghĩ theo kiểu là các bạn đang đang thì thầm với người yêu thì các bạn sẽ hát một kiểu khác. Các bạn đang bày tỏ một cách mạnh mẽ thì nó sẽ một kiểu khác. Các bạn đang cổ động thì các bạn sẽ hát một kiểu khác. Và do đó cái âm sắc, cái sắc thái, cái lực cũng như là cái độ lớn của cái những cái âm thanh hát đi hát lại như vậy, những cái lần hát như vậy nó sẽ khác nhau rõ ràng. Và nó sẽ làm cho cái giọng của bạn nó sẽ khác luôn. Đó. Thì khi mà mình nói tới đây thì các bạn đâu đó các bạn cũng sẽ thấy được cái lý do tại sao mà chúng ta phải tinh chỉnh, chứ không, mình không, các bạn không thể dùng preset đúng không? Đó. Mình có hát thử một đoạn cùng một nốt nhưng mà hai cách hát khác nhau, và các bạn xem, các bạn có thể quan sát cái phổ của cái giọng hát này, của mỗi giọng hát. Ví dụ như là cái bên trái là cái phổ của cái cách hát nhẹ, bên phải là cái phổ của cái cách hát mạnh, và các bạn xem thử là nó khác nhau như thế nào ha. Rồi đầu tiên là hát nhẹ trước. Cái mình sẽ cho playback lặp đi lặp lại lúp. Đó, các bạn có thể nhìn vào cái phổ của cái track đầu tiên nè, là cái giọng của mình khi mà mình hát kiểu nhẹ nó sẽ rõ ở cái quãng này, quãng từ 500 tới 1000 đúng không các bạn, và từ 1000 trở đi là bắt đầu nó giảm dần rồi. Cho nên là cái giọng của mình lúc này nó sẽ mạnh ở cái từ 500 tới 1000 này, đâu đó ở xung quanh này đó.
Và bây giờ mình sẽ qua cái track thứ hai ha, là mình sẽ hát mạnh, mình sẽ hát theo kiểu là cổ động cổ vũ, hát rock lên chẳng hạn. Và các bạn nghe, các bạn xem, cũng xem cái phổ thử. Và các bạn thấy á, đối với cái cách hát thứ hai thì cái âm thanh của mình nó đã mạnh ở cái phần này rồi, là tầm từ 1.000 tới 1.500, 2.000 cái khúc này. Khác với cái việc là cái track đầu tiên là mình mạnh ở cái đoạn từ 5.000 tới 1.000, còn bây giờ của mình là từ một trên 1.000 rồi, đúng các bạn? Hai khác nhau nè, 1.000 tới 2.000 của mình thấp hơn, lúc này 1.000 tới 2.000 của mình cao hơn đó. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì ấy, là ở trong giọng hát con người á, mỗi cái quãng tần số khác nhau nó sẽ đại diện cho một cái sắc thái khác nhau. Mình ví dụ từ 20 tới 80 là cái quãng gọi là rumble á, cái quãng mà các bạn mở nhạc lên mà các bạn hay nghe cái nó gọi là nó rung luôn cái nhà luôn các bạn á, rung cánh cửa á. Nó làm cánh cửa của bạn rung kêu lọc cọc á, là cái quãng này, cái quãng cái quãng rất rất là trầm. Từ 100 tới 350 là nó cũng là tối, nó là quãng tối của giọng hát. Còn cái khúc 500 tới 1.000 là cái khúc mà hát nhẹ hồi nãy á, là nó là boxy. Quãng boxy các bạn giống như là, các bạn tưởng tượng nó giống như là boxy, nghĩa là sao? Là dùng đập đập vô mặt, đúng không? Thì cái quãng này nó sẽ có cảm giác như là các bạn đang hát trước mặt, nó rõ trước mặt các bạn vậy. Còn từ 1.000 trở đi, 1.000 tới 2.000 tới 4.500, nó gọi là cái quãng nasal. Nasal là quãng mũi các bạn, cái âm thanh nó sẽ dính mũi nhiều, nghe nó sẽ nhặt nghẹt như thế này nè các bạn. Đó là khi mà một cái giọng hát như vậy thì cái quãng này nó sẽ cao lên. Và trên nữa nó là những cái quãng sáng và cái độ sáng và cái phần air của cái giọng hát. Đó thì nếu mà mình hát nhẹ thì nó mạnh ở phần này. Còn nếu mà mình hát đanh, mình hát sáng, nó sẽ mạnh ở phần này. Và do đó, giả sử các bạn hát một cái bài hát mà mang tính cổ động thì các bạn sẽ xử lý phần này nhiều hơn. Ví dụ như là nếu mà đối với bài này, đối với cái giọng hát mạnh ở dưới thì mình sẽ có xu hướng mình cắt nhẹ cái phần từ năm từ 1.500 này. Bởi vì khi mà các bạn nâng limiter hoặc là nâng âm lượng lên thì cái phần này nó sẽ nghe rất chói và tạo ra cái độ khó chịu, tạo ra sự khó chịu đối với người nghe. Đó, nếu mà mình giả sử mình dùng cái việc cắt này, mình áp vào cái cách hát nhẹ này thì các bạn thấy là bên này nó đâu có rõ cái phần 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 mũi đâu. Cho nên nếu mà các bạn cắt nữa, giọng của bạn nó sẽ bị tối và nghe nó sẽ bị, nó không có sang chảnh nữa. Đó, cho nên là cùng một giọng hát là mình cùng hát một nốt nhưng mà hai cách hát khác nhau, nó cũng đã khác nhau rồi. Đó, thì cái nếu mà các bạn xem cái ví dụ minh họa này thì các bạn có thể hiểu được cái vấn đề tại sao mà các bạn không nên dùng một preset để mà các bạn áp vào cho nhiều bài hát ha. Thay vào đó, cái việc mua preset nó cũng chắc chắn là nó cũng sẽ tốn khá khá tiền của các bạn. Thì thay vào đó các bạn có thể dùng cái số tiền đó để mà các bạn có thể theo những cái khóa học. Bởi vì một cái khóa học nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Nó sẽ tầm từ 2 tới 3 tháng. Và nếu mà các bạn có đủ cái kiên trì và đam mê á, thì tầm từ 2 tới 3 tháng là các bạn có thể làm chủ được những công cụ này rồi. Các bạn sẽ làm chủ được equalizer, compressor, de-esser, limiter, multiband, reverb, delay. Và những cái bài hát, những cái công cụ đó nó đã giúp cho các bạn có thể tinh chỉnh được giọng hát theo ý muốn của mình và theo cái bài hát của mình, giúp cho các bạn có thể đánh giá được bây giờ mình phải làm cái gì đối với giọng hát này. Nó thì qua cái clip này á, thì mình hy vọng là các bạn có thể nắm được cái lý do tại sao mà mình cái lý do giải quyết cái vấn đề ngay lúc đầu, có là mình sẽ không dùng cái việc là dùng một cái chuỗi để mà mình có thể áp vào cho tất cả các project. Và nếu mà giả sử các bạn có những cái câu hỏi hoặc là có những cái vấn đề mà cần giải đáp thì các bạn có thể inbox hoặc là comment bên dưới clip này để mà mình và Team Adam Music sẽ tìm hiểu và làm những cái clip mới giúp giải đáp cho những cái vấn đề thắc mắc đó của các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.